Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình tiếp tục chia sẻ cho anh em những cái phương pháp mới nhất về cái bộ môn Tết nha anh em. Lại là một ngày nữa anh em ta cùng nhau trải nghiệm với siêu phẩm Ewing. Thì những anh em nào mà chưa trải nghiệm được cái siêu phẩm Ewing này thì anh em hãy nhanh tay nhấp vào phần mô tả, phần bình luận. Mình có để đầy đủ thông tin chi tiết để cho anh em cùng nhau vào đây anh em khám phá và trải nghiệm với cái bộ môn Tết này nha anh em. Ok, còn lại bây giờ anh em ta sẽ tiếp tục vào để mà trải nghiệm cái bộ môn Tết này. Hiện tại là mình đang vào bàn thì mình thấy có một cái chuỗi cầu đi về bệt cầu xỉu rất là dài đó anh em ơi. Và hiện tại nó đã bệt về hai nhịp tiếp theo, đó là đi về gọi là cầu tài. Thì một lần nữa là nó đã bệt thêm được một cái nhịp đi về gọi là cầu tài rồi đây anh em ơi. Cái thời điểm này cái tỷ lệ cầu này có khả năng là nó sẽ đi về lại được cầu bệt tài tiếp nha. Nên là mình sẽ thử sức với một cái nhịp cầu bệt tài lại đây anh em ơi. Đấy, hy vọng là sẽ là một cái nhịp bệt dài nha. Nên là vẫn sẽ tiếp tục là theo cái nhịp này đi về lại xỉu này anh em ơi. Đi theo về lại tài nha. Ok, thì đã rất là thành công khi mà bắt lại được cái nhịp này đi về lại tài lại rồi đây. Sau khi mà nó đã đi về lại tài rồi thì anh em ta tiếp tục một lần nữa nuôi cái nhịp này đi về lại tài thôi anh em ơi. Cầu thì nó vẫn đang có khả năng cái xu thế bệt rất là cao, nên là mình quyết định là mình sẽ bệt tiếp cái nhịp này đi về lại tài một lần nữa. Cái thời điểm này thì nó không còn khả năng đi bệt về lại tài rồi, nhưng mà nó về lại đây anh em có thể thấy được là về lại 7 điểm về lại xỉu. Thì thường thường ở cái ngưỡng mà 7 điểm về lại xỉu thì mình thấy là nó vẫn hay có những cái nhịp mà nó bệt về lại tài hơn nha anh em, nên là quyết định là mình sẽ bắt lại về tài để thử xem là có khả năng là còn đi về lại tài được hay không nha, hay là nó sẽ lại đảo cầu anh em ta. Nhưng mà hy vọng là sẽ là một cái nhịp tài đẹp anh em ơi. Nếu mà vẫn tiếp tục về lại tài thì có khả năng là đi về gọi là cầu 1-1 rất là đẹp rồi. Đó, anh em thấy chưa? Căn bản thì đã về lại được thêm một nhịp về lại tài rồi đây anh em ơi. Sau khi mà đã đi về lại tài thì bây giờ là mình sẽ thử sức với một cái nhịp bệt để thử xem nào nha anh em. Để thử xem là cái thời điểm này là nó có khả năng để mà nó đi về gọi là cầu bệt hay là không. Nhịp cầu này thì anh em sẽ thấy được là nó đã có một cái xu thế để mà đi về gọi là cầu bệt rồi đây nha anh em. Quá là may mắn luôn. Đấy, khi mà cái nhịp cầu này nó vẫn tiếp tục là một cái nhịp cầu đi về gọi là cầu bệt. Thì sau khi mà đã đi bệt về lại cầu tài thêm được một nhịp thì mình sẽ tiếp tục là mình bẻ cái nhịp cầu này đi về lại tài luôn anh em ơi. Đấy, thời điểm vàng rồi anh em ơi. Thời điểm vàng để mà anh em ta có thể đưa ra những quyết định là bắt lại về cầu bệt nó hợp lý. Tiếp tục là một nhịp bệt về lại tài nha anh em. Anh em thấy chưa? Cái nhịp cầu này nó đang đi theo một xu thế bệt rất là đẹp rồi. Nên là vẫn sẽ làm thêm một nhịp bệt anh em ơi. Theo được những cái nhịp cầu này bệt thì nó rất là ok. Đấy. Nên là so ra tỷ lệ bây giờ là cái nhịp cầu này nó vẫn đang là một xu thế bệt. Nên là sớm giờ anh em có thể thấy được là hầu như là mình không có hề bẻ cầu mà mình vẫn tuân thủ cái nhịp cầu mà mình đi theo cái nhịp cầu thôi nha anh em. Đó, thì nó đã mang lại cho mình được rất là nhiều cái lợi nhuận khi mà thành công theo được những nhịp cầu này. Thì sau khi mà vẫn còn về lại được một nhịp tài thì anh em ta sẽ tiếp tục anh em ta theo cái nhịp này đi về lại tài một lần nữa. Vẫn là một cái chu kỳ cầu bệt thôi anh em. Đó anh em thấy chưa? Nếu như mà không đủ kiến thức thì làm sao mà có thể bắt vào được những cái nhịp cầu bệt như vậy nha anh em. Đấy, sau khi mà anh em có thể thấy được là cầu bệt vẫn xuất hiện thì mình vẫn sẽ theo về gọi là cầu bệt thôi. Đấy, tiếp tục là vẫn là một cái nhịp đi về bệt nha. Ok, cầu vẫn tiếp tục là đi về lại được một nhịp cầu bệt nữa rồi đây anh em ơi. Đấy, cầu vẫn đang là bệt thì anh em ta cứ thuận theo cái xu thế mà anh em ta nuôi về gọi là cầu bệt thôi. Chưa phải là lúc để mà anh em ta bẻ cầu đâu. Tại vì cái thời điểm này là cầu này đang đi rất là ổn định rồi, nên là vẫn sẽ tiếp tục là nuôi cái nhịp cầu đi về gọi là cầu bệt thôi. Cái thời điểm này là anh em có thể thấy là bắt đầu nó đã có một xu thế là nó bẻ cầu ngược trở lại rồi. Sau khi mà nó đã bẻ cầu rồi thì anh em ta sẽ nhẹ nhàng lại nha.
Đó, vừa rồi anh em có thể thấy được là trải qua một cái giai đoạn mà đi về gọi là cầu bệt tài thì hầu như là anh em ta đã rất là thành công rồi. Và hy vọng là cái thời điểm này là nó sẽ chuyển sang một cái xu thế là đi về gọi là cầu bệt xỉu lại nào. Đây, tay đầu tiên thì đã về lại xỉu được rồi đây anh em ơi, rất là may mắn. Sau khi mà đã đi về lại xỉu rồi thì anh em ta tiếp tục anh em ta theo thêm một cái nhịp này đi về lại xỉu. Cái thời điểm này thì không có khả năng để mà bệt nữa rồi anh em ơi. Vừa rồi thì nó đã đảo cầu đi về lại cầu tài. Thì sau khi mà nó đã đi về lại tài rồi thì mình sẽ thử sức với một nhịp cầu 212. Thì hiện tại đang là hai nhịp bệt xỉu và một nhịp bệt tài. Thì bây giờ anh em ta sẽ thử sức với một nhịp cầu 212 nha anh em. Để thử xem là có khả năng đi về lại cầu 212 được hay không. Đã đi về lại được cầu xỉu rồi đây nha. Đấy, hiện tại anh em có thể thấy được là một cái nhịp đi về lại cầu xỉu rất chất lượng rồi. Sau khi mà đã tiếp tục về lại cầu xỉu thì anh em ta sẽ theo cái nhịp này đi về lại xỉu tiếp. Tay này thì đã về lại tài anh em ơi. Cầu này đang đảo rất là căng nha. Sau khi mà cầu vẫn tiếp tục về lại cầu tài thì anh em ta sẽ vẫn thử sức với một cái nhịp cầu 11 để thử xem là giai đoạn này nó có khả năng đi về gọi là cầu 11 hay là không. Tiếp tục vẫn là một nhịp tài căng nha anh em. Cầu này đang khá là căng trong cái giai đoạn này rồi. Sau khi mà vẫn tiếp tục về lại cầu tài rồi thì anh em ta sẽ thử sức với một nhịp cầu xỉu quay ngược trở lại để thử xem là có khả năng là còn về lại cầu xỉu hay là không. Thời điểm này thì nó vẫn là một cái nhịp cầu tài khá căng nha anh em. Nhưng mà không sao, nói chung là tới cái thời điểm hiện tại thì anh em có thể thấy được là anh em ta cũng đã có được những cái ngưỡng lợi nhuận rất là ổn định rồi. Nên là mình cũng xin phép anh em và được kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai, anh em ta sẽ tiếp tục trải nghiệm cùng với siêu phẩm Mewin này nha. Đấy. Và cùng nhau chinh phục cái bộ môn tít. Đấy, xin chào và bye bye anh em.